À, chào tất cả các bác. Em hôm nay em trời nó mưa nên là em sang bãi em làm thì sang đi trên chặt mấy bông chuối cho vợ. Thì đây bãi chuối này nhà em là thu được, năm nay là năm thứ tư rồi. Đây nhà em chuẩn bị anh em trồng lại rồi. Đây còn đây chuối nó được như thế này. Đấy. Bây giờ chuối nó cũng còn ít buồng lắm. Nó cũng lơ thơ đây. Đấy. Thì nhà em cũng đang trồng lại đây, những gốc chuối này là đang trồng lại này. Đây nhà em trồng trồng lại đây. À, cái bãi này là nhà em được 1 ha 7 ở cái bãi này. Đây thì em đi quay cho các bác xem cái chuối nhà em mới trồng. Đây, nhà em trồng thì cái gốc bên này thì là có chuẩn bị ăn hết thì bỏ này. Đấy, xong đây là đến cái cây trồng này. Xong đây đến gốc cây này này. Đây cây này có buồng hết rồi này. Đấy. Thì cây này bới này có 2 buồng. Thì ăn hết thì nhà em bỏ. Cây chuối hầu như là gốc nào cũng có buồng hết rồi. Nó không có buồng to thì có buồng bé. Ăn nốt đợt này thì bỏ luôn. Để cho những cây con đây, cây này cây mới trồng này. Cây mới trồng này cho nó lên này. Em công việc của em thì đi suốt ngày nên là thỉnh thoảng mới sang bên bãi làm phụ vợ được một ít thôi, chứ còn không, 1 tháng có thể em chỉ sang được 1 lần hoặc 2 lần là cùng. Đây là cái bãi này là hôm ấy em nhờ được người phát những cây chuối này đi này. Đây thì nó mới quang này, còn nó không, nó cũng rậm lắm. Ở quê em ấy thì khu công nghiệp nhiều nên là người ta không đi làm chuối, không đi làm những cái công việc này đâu. Chủ yếu là nó có một đội có 7 người, thì có 2 người đàn ông với lại 5 người đàn bà, cũng không đi làm khu công nghiệp được nữa nên là người ta tranh thủ người ta đi làm thêm. Nên là cái công việc này thì đi sang đây làm bên này nó cũng cũng mệt. Tất nhiên là thanh niên như em này thì nó cũng là bình thường, nhưng mà người cao tuổi người ta thấy công việc này là mệt nên là người ta cũng ít người người ta đi làm. Còn bây giờ thanh niên, người trung niên là người ta thường là người ta đi làm khu công nghiệp hết, chứ người ta không không ai người ta ở nhà nữa. Kể cả như em này, bây giờ em có ở nhà mà em có muốn đi sang hàng xóm uống nước là cũng chẳng có ai cả hả? Đàn ông thì người ta đi làm bảo vệ ở các nơi, còn đàn bà ấy thì người nào vào việc của người đấy hết rồi, là chỉ có một mình ngồi uống nước với mình thôi. Nên là tranh thủ em sang bãi làm phụ giúp cho gia đình. Cái bãi ở trên này thì nhà em có 1 ha 7, còn phía dưới kia là nhà em có 6 ha. Đấy thì nhà em trồng toàn bộ là chuối gòn hết. Cái ở đây ấy thì có người người ta cũng đi lấy lá chuối á. Đây như này là người ta đi lấy lá chuối về làm bánh này. Có hàng chó chạy. Chó nó chạy nó không nhìn thấy em. Đây cái chỗ này là cái lối đi này. Đấy, lối đi nên là nó nhẵn. Đấy. Hầu như là bới nào cũng có buồng, nhưng mà đến lúc phải phải bỏ rồi, với 4 năm rồi đấy thì ăn nốt đợt cuối này thôi.
Đây, anh em vừa bỏ phân xong. Vừa bỏ phân chuối xong. Đây chỗ này vừa sáng nay mưa thì nước vẫn còn đọng đấy gì đấy, đây là nó ngấm xuống đất rồi đấy. Đi dép này là cũng tương đối là trơn. Đây, mưa nước vẫn còn đọng đầy đây. Làm bãi này thì được cái là thích làm lúc nào thì làm, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ. Nhưng công việc thì nó không không bắt buộc, không bắt buộc là phải phải làm luôn. Cái chuối kia cũng gần đổ rồi các bạn. Đấy. Nó ra buồng nó nặng, nó gần đổ rồi. Đây có gốc chuối lá này, nó sáng này mưa nha. Đây mưa nó nặng quá nó đổ rồi. Thôi điện thoại của em nó gần hết pin rồi thì thôi em quay đến đây thôi. Các bác thông cảm cho em nhé. Chào tất cả các bác.